Xin chào anh em, cũng đã khá lâu kể từ khi video giới thiệu lục địa quỷ phần 1 lên sóng rồi nhỉ? Ở video trước chúng ta đã cùng khám phá địa lý và tự nhiên cùng những giống sinh thực vật nguy hiểm mà những quỷ tộc sống ở đây phải đối mặt. Nối tiếp với những nội dung đó, hôm nay tôi và anh em sẽ đi tìm hiểu về những vấn đề còn lại của lục địa quỷ, bao gồm chính trị và các chủng tộc sinh sống tại đây. Giờ thì let's go! Có thể anh em chưa biết hoặc đã biết thì cũng chẳng sao, quê hương ban đầu của quỷ tộc là quỷ giới, một trong 6 mặt của thế giới. Tuy nhiên, sau khi bị Long Thần phá hủy thì họ buộc phải di cư đến nhân giới. Đây có lẽ là lý do quỷ tộc nói tiếng quỷ thần dù đang sinh sống tại nhân giới. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi nha anh em, vì chả ai biết loài quỷ có đổi ngôn ngữ và cách viết như cách Việt Nam đổi từ chữ nôm sang quốc ngữ hay không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là hầu hết quỷ tộc đều di cư đi từ quỷ giới sang nhân giới sau khi Long Thần phá hủy 5 thế giới thuộc thế giới 6 mặt. Tiếp theo, anh em hãy cùng nghe qua chính trị của lục địa quỷ để lỡ có chuyển sinh thành quỷ tộc thì biết mà tránh đắc tội với các ông quan to, để khỏi bị trở thành nhân vật chính của vài bài review nhà ngục như tên pháp sư nào đó. Nếu mấy ông đến đây thì hãy nhớ lục địa này được thống trị bởi 30 quỷ vương khác nhau và lãnh thổ cũng được đặt tại 30 vùng khác nhau. Tuy nhiên, đã có một kẻ xưng ngôi vương và được những con quỷ khác quy phục, như hệ thống quân chủ chuyên chế phân quyền thời châu Âu cổ xưa, bao gồm một vua và các lãnh chúa có quyền lực và lãnh thổ riêng. Những con quỷ này hầu hết là những kẻ không theo phe Laplace trong cuộc chiến chống lại loài người lần 3. Thậm chí đám quỷ này còn câu kết với 7 dũng sĩ để hỗ trợ loài người sát hại phe Laplace. Tuy nhiên, trong số đó có lẽ vẫn còn vài kẻ loài người giết không nổi hoặc thuộc nhóm không cần giết, nên đám đó vẫn còn và đã gia nhập hoặc còn sống. Quay trở lại với 30 quỷ vương, nghe cái danh vương đã thấy rất ngầu rồi, chưa kể họ đều có lực lượng quân đội riêng. Nhưng thực tế, những quỷ vương này chỉ là chiến binh mạnh hơn những con quỷ khác mà thôi. Sức mạnh đội quân của các quỷ vương thì tôi không thể đánh giá chính xác được, nhưng với những người bình thường thì chúng khá là khó ăn đấy. Mặc dù có đến 30 quỷ vương nhưng chỉ có 3 vương được tác giả tiết lộ nhiều thông tin. Đó là Atofertofe Raibaku, Badigadi và cô nàng Kishirika Kishirisu mà tôi đã phân tích kỹ với video lần trước. Đầu tiên tôi sẽ nói qua về quỷ vương Atofertofe Raibaku. Atofertofe Raibaku được giang hồ gọi với danh hiệu ma vương bất tử theo bản dịch web novel tiếng Việt hay theo bản tiếng Anh là Immortal Demon King. Vì thuộc chủng tộc quỷ bất tử nên dù có bị đánh banh xác thì bà ta cũng hồi phục lại được. Atofertofe là kiểu quỷ não cơ bắp và vô cùng cuồng chiến, thế nên đừng dại gì mà xin cái gì từ bà ta. Thật ra cũng không dễ để gặp được Atofertofe, bởi muốn gặp thì anh em phải có gì đó đặc biệt, chẳng hạn như sức mạnh để khiến bà ta chú ý. Nhưng nếu lọt vào mắt Atofertofe thì anh em chỉ có hai kết cục, một là tham gia quân đội của bà ta, hai là ăn đấm và tham gia quân đội của bà ta. Đó là lý do tại sao Atofertofe lại sở hữu một đội quân có thể dễ dàng khiến các quỷ vương khác phải quy phục. Tuy nhiên, nếu có thể đánh bại và được Atofertofe công nhận, thì bà ta sẽ tự nguyện làm theo ý của anh em. Tất nhiên không có quá nhiều người khiến Atofertofe phải cúi đầu. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ mới có 2 người thành công. Có khá nhiều chuyện để nói về quỷ vương này, nhưng tôi sẽ để dành chúng cho một video riêng. Tiếp theo là Badigadi. Đây là quỷ vương có danh hiệu tạm dịch là ma vương của sự bất tử hay là Demon Lord of Immortality. Anh em nghe có thấy quen không? Đúng thế, Badigadi được xác nhận là em trai cùng cha khác mẹ của Atofertofe, thế nên họ mới có cùng một chủng tộc. Vùng đất mà Badigadi quản lý có tên là Bigoya, bao gồm làng Migut, quê của Rossi và thị trấn Rikarisu, nơi nhóm Dead End thành lập. Badigadi ít hiếu chiến hơn một tí nhưng não lại nhiều cơ không kém gì người chị em của mình, trái với Atofertofe thường xuyên ở trên lãnh địa. Badigadi thích đi du hành và tìm kiếm những kẻ mạnh để giao đấu, tức là lão giao quyền quản lý đất cho người khác đó anh em. Dù là chậu đã có hoa nhưng Badigadi vẫn ăn nhậu và ngủ với những cô gái xinh đẹp. Có một sự thật thú vị rằng nếu đụng vào người yêu hay những người dưới trướng ông ta thì đời này coi như bỏ. Giống Atofertofe, những thông tin đặc biệt khác về nhân vật này tôi sẽ để dành làm một video riêng sau. Đó là những thông tin cơ bản về hai quỷ vương nổi tiếng nhất. Những quỷ vương còn lại được tác giả nhắc sơ gồm có: thứ nhất, Beggar Hagler, quỷ vương có danh hiệu là Lược Đoạn Ma Vương trong tiếng Việt hay Plundering Demon King trong tiếng Anh. Beggar thuộc một chủng tộc quỷ với khuôn mặt lợn phàm ăn. Khả năng cao Beggar chính là chủ sở hữu của thị trấn Rossi từng ghé qua. Kishirika Kishirisu cũng từng nhắc đến tên lão một lần trong bản anime. Thứ hai là Lightvine, hay còn biết đến với danh hiệu Nhan Ma Vương, tên tiếng Anh là Demon King of Face. Thông tin duy nhất về Lightvine là có khuôn mặt nhìn như bức tượng ngoài. Thứ ba là Samedi Nomedi với biển danh Quang Ma Vương hay Demon King of Light. Samedi thuộc chủng quỷ có cơ thể phát sáng, đáng lẽ phải gọi là Đom Đóm Ma Vương thì chuẩn hơn chứ nhở? Quỷ toàn hệ ám mà xài tên Quang thì hỏng quá. Patosero là quỷ vương thứ tư không được cung cấp nhiều thông tin. Quỷ vương này có biệt danh là Yêu Diễm Ma Vương, thuộc tộc quỷ có cơ thể trong suốt. Nhân vật này chỉ mặc một lớp áo choàng mỏng để che cơ thể đi, nghe như đám Banshee của Warcraft 3 vậy. Quỷ vương cuối cùng là Kabura Kabura với danh hiệu Bất Khoái Ma Vương. Kabura thuộc chủng tộc quỷ có cơ thể hình cầu với nhiều lỗ và các lỗ đều có mùi bãi nôn. Nói đến đây tôi thấy nhợn quá anh em ạ. Nếu ai đã đọc web novel thì hãy nhớ cái tên này nhé, vì tương lai quỷ vương này sẽ comeback đấy. Và đó là những quỷ vương có tên mà ít thông tin của lục địa quỷ. Tôi đoán trong tương lai tác giả sẽ cho chúng ta biết thêm những quỷ vương khác trong các phần ngoại truyện. Nãy giờ giới thiệu với các quỷ vương cho anh em cũng chú ý, tôi hay nêu thêm tộc quỷ nhỉ.
Nếu Việt Nam có 54 dân tộc anh em, thì lục địa quỷ cũng có nhiều chủng tộc như thế. Về đặc điểm của mỗi tộc quỷ là gì, anh em hãy cùng tôi khám phá nhé. Mặc dù thuộc quỷ tộc nhưng tùy vào chủng loại, họ sẽ có rất nhiều đặc điểm không khác gì con người. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu sức mạnh thể chất cao hơn bình thường, cùng các khả năng đặc biệt khác. Nói chung làm lem thoải mái nếu anh em không chê. Quay trở lại vấn đề chính, sau đây là những tộc quỷ tôi nghiên cứu và tìm hiểu được. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu hai tộc quỷ được nhắc đến nhiều nhất trong truyện. Thứ nhất là tộc Supat. Supat là tộc quỷ đầu tiên được nhắc đến trong truyện. Đây là bộ tộc nổi tiếng là tàn bạo, đáng sợ, gặp là giết, thích ăn thịt trẻ con và không thể giao tiếp. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn được dựng lên trong cuộc chiến người quỷ lần 3. Thực ra tộc Supat là một tộc quỷ bình thường như bao tộc khác. Họ sở hữu khả năng chiến đấu điều luyện cùng kỹ thuật sử dụng thương được truyền từ đời này qua đời khác và một số năng lực đặc biệt khác. Hiện tộc này gần như đã biến mất trên lục địa quỷ. Một số giả thuyết cho rằng họ đã chết hết hoặc có thể họ đã quyết định di cư để tránh tai tiếng. Ngoại hình của tộc Supat không khác con người lắm, trừ việc sở hữu một viên đá quý gắn chặt vào trán, mái tóc xanh ngọc lục bảo, làn da trắng như sứ và một cái đuôi nếu người tộc Supat vẫn còn trẻ. Tuy nhiên, giống với Elf, họ gần như chẳng già đi. Rudy đã gọi Richard là anh khi lần đầu gặp, dù tuổi thọ thật của ông anh này lên tới hơn 500. Về khả năng của họ thì có hai thứ chính cần quan tâm. Đầu tiên phải nói về lý do họ chỉ dùng thương. Với năng lực sẵn có thì tôi tin họ hoàn toàn có thể học sử dụng vũ khí khác. Nhưng họ vẫn trung thành với cây thương là bởi thương vốn là đuôi của tộc Supat. Ban đầu, đuôi của họ có dạng một cây đinh ba. Khi lớn lên một độ tuổi nhất định thì cái đuôi sẽ cứng lại, rời ra và biến thành vũ khí riêng của người đó. Cây thương tuy rời ra nhưng tộc Supat lại có thể điều khiển nó thành thạo như một bộ phận cơ thể của mình. Bên cạnh đó, nếu dùng càng nhiều thì nó sẽ càng sắc bén. Những cây thương của tộc Supat được cho là không thể bị phá hủy cũng như có khả năng phá vỡ và đâm xuyên mọi thứ. Có thể nói đây là cây thương mạnh nhất thế giới Mushoku Tensei. Như ban nãy tôi có nói, những thành viên của tộc quỷ Supat có một viên đá quý gắn chặt vào trán và viên đá đó không phải để trang trí đâu nhá. Viên màn thạch này được họ dùng như một con mắt thứ ba, nó hoạt động như một cái radar vậy. Chúng cho phép tộc Supat nhìn rõ xung quanh, nhờ đó có thể dễ dàng xác định kẻ địch và đồng minh trong bóng tối. Từ đó họ sẽ đưa ra các quyết định phù hợp như móc lốp, đánh phủ đầu hoặc đào thoát. Không một ai có thể phục kích nhóm chiến binh tộc Supat, bởi dù có nấp kỹ đến đâu thì vẫn bị họ phát hiện dễ dàng. Tuy nhiên không phải thứ gì có mắt thứ ba này cũng có thể xác định được. Chi tiết thế nào thì tôi hẹn anh em dịp khác nhé. Tôi cũng đã nói tộc quỷ Supat có kỹ năng chiến đấu cực kỳ tốt, thậm chí họ còn được người đời gọi là những bậc thầy trong chiến trận. Ngay cả những người nhỏ tuổi nhất của tộc cũng luôn luyện tập để có thể trở thành một chiến binh đích thực khi trưởng thành. Đó là lý do tại sao rất nhiều thành viên của tộc quỷ Supat tham gia vào trận chiến giữa người và quỷ lần 3 dưới phe Laplace. Đáng tiếc thay, một nhóm chiến binh tộc Supat vì muốn bày tỏ lòng trung thành đã chấp nhận những ngọn thường bị nguyền rủa của Laplace và rồi bị chính lời nguyền đó biến thành những cỗ máy giết chóc không cảm xúc. Họ không còn lý trí mà chỉ biết đâm giết, không quan tâm đó là bạn hay thù. Tin đồn xấu của tộc này cũng vì thế mà sinh ra. Với lý do Laplace làm việc này thì sau này chúng ta sẽ biết. Tạm chia tay với chủng Supat mạnh mẽ, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em chủng tộc của nữ thần Rossi. Vâng, các anh em đồng môn đâu, mau đưa tay lên cầu nguyện nào. Cầu xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về tộc Migut, chủng tộc sống biệt lập gần thị trấn Rikarisu, chuyên săn bắn và hái lượm để sống. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về ngoại hình của họ. Các thành viên thuộc tộc Migut có ngoại hình thấp bé như một đứa trẻ trung học, dù có thể họ đã già đến cả trăm tuổi. Tất cả mọi người thuộc tộc này đều có mái tóc xanh lam đặc thù, có thể nói họ là chủng tộc giống con người nhất trong số các tộc quỷ bởi những đặc điểm như da hồng, không đuôi, mắt mũi tóc tai không thừa không thiếu không biến dạng, cộng thêm vẻ ngoài thấp bé khiến người ta cảm giác họ yếu hơn những tộc khác. Đó là dưới góc nhìn của Rudy. Là một người Nhật thuộc châu Á nên khá sure so với bên châu Âu, nơi có việc 1m9-2m là bình thường thì đâm ra tộc Midgut thành trẻ con hết cũng phải. Nó là thấp bé chứ tộc Midgut không đến mức loli đâu nhé mọi người. Chỉ là nếu xét dưới bối cảnh châu Âu thì họ sẽ nhỏ hơn thôi. Một điều khá là đen cho tộc này là khi bị ánh nắng chiếu vào, tóc họ sẽ thành màu xanh lục hơi giống với tộc Supat, khiến họ hay bị nhầm với các ông anh đầy tai tiếng này. Về khả năng, tộc Midgut sở hữu khả năng thần giao cách cảm cho phép họ giao tiếp mà không cần mở miệng. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống của họ khi ngôn ngữ là không cần thiết. Bởi lẽ đó mà tộc này sống thu nhỏ thành những cộng đồng riêng, ít giao tiếp với bên ngoài. Trưởng tộc là người duy nhất có thể nói thạo tiếng quỷ thần và ông chỉ dùng nó để tiếp những vị khách đến làng. Ngoài ra nếu không có thần giao cách cảm thì không ai có thể nghe, hiểu hoặc trò chuyện với họ. Cũng vì điều này mà nếu những thành viên nào thuộc tộc Midgut không thể giao tiếp theo cách này do di chuyển thì thường sẽ nhanh chóng tìm cách rời làng bởi họ chả khác gì kẻ cầm điếc trong cộng đồng tộc Midgut. Tôi khá chắc là không chỉ có Rossi dính phải chuyện đen đủi này vì về sau có xuất hiện nhân vật được cho là con lai giữa người với tộc Midgut. Và đó là những thông tin về tộc Midgut mà tôi có thể cung cấp cho anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tộc quỷ cuối cùng. Đó là tộc quỷ bất tử, cũng là tộc của hai quỷ vương Badigadi và Atofertofe. Đây là tộc quỷ khá đặc biệt khi họ không có ngoại hình chung, bằng chứng là hai thành viên ta biết rõ nhất lại sở hữu vẻ ngoài khác nhau. Badigadi có 6 tay với làn da đen trong khi Atofertofe là được tả là chỉ có 2 tay với da màu xanh. Atofertofe còn được khuyến mãi thêm cả cánh rơi và đôi mắt đỏ. Cũng có thể sự khác nhau này là do một trong số họ hoặc cả hai là con lai. Tuy nhiên có một cảnh miêu tả cục thịt cắt ra từ Atofertofe có màu đen nên tôi đoán ngoại hình của tộc quỷ bất tử này sẽ giống với Badigadi nhiều hơn. Như vậy ta có thể chắc chắn các thành viên thuộc tộc quỷ bất tử sẽ có da đen.
Về khả năng của họ thì nhìn tên là ta đã biết quá rõ rồi. Họ có thể được xem là bất tử và không bao giờ chết. Miễn vẫn còn một phần của cơ thể thì dù có bị băm vằm hay thiêu đốt thì họ vẫn có thể hồi sinh. Cơ thể của tộc quỷ bất tử không có máu và chỉ có thịt đen. Không biết họ có cơ quan nội tạng bình thường nào không, nhưng ngay cả khi bị dập nát, các vụn thịt vẫn có thể tự tìm và gắn lại với nhau để hồi sinh. Tuy nhiên năng lực này vẫn có giới hạn và nó có yếu đi theo di truyền. Một vài nhân vật bán quỷ xuất hiện sau này cũng có thể phục hồi lại cơ thể nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn. Bên cạnh đó, họ không thể phục hồi toàn bộ nếu có bộ phận nào bị phá hủy quá mức cho phép. Chẳng hạn Buddy Guardy đã bị nhỏ đi khi phục hồi cơ thể bị Rudy bắn nát. Ngoài khả năng phục hồi siêu việt đó, phần cơ thể của tộc này còn có thể dùng như phương pháp chữa trị hiệu quả. Nó dễ dàng biến thành các bộ phận cần thay thế của người bị thương, nhưng riêng màu da thì vẫn là màu đen. Ngoài ra, những mẩu thịt này có thể giúp người được cấy ghép thoát khỏi một vài tình huống nguy hiểm dựa vào kinh nghiệm và bản năng của chủ thể ban đầu. Nếu mấy ông được ai đó thuộc tộc quỷ bất tử tặng cho một mẩu thịt màu đen thì cứ nhận đi vì nó là bùa hộ mệnh cao cấp đấy. Dù mấy ông có rơi từ vách núi xuống và đang trong tình trạng thoi thóp hay thiếu vài chi thì nó vẫn giúp được. Ngoài ra, tộc này cũng có tuổi thọ cực dài, gần như là trường thọ khi cả Buddy Guardy và Atofatofe đều đã vài nghìn tuổi. Về tính cách của tộc quỷ bất tử thì không có nhiều thông tin lắm, nhưng nhìn vào Buddy Guardy và Atofatofe có thể đoán họ là dạng não cơ bắp, thích ăn chơi, đánh nhau trước, nói chuyện sau và cực kỳ cuồng rượu. Một sự thật thú vị là có vài loại phép thuật thuộc phần lớp thiên phạt được tạo ra để trị tộc quỷ này. Ngoài ba tộc quỷ nổi tiếng phía trên thì vẫn còn một số tộc khác sống tại lục địa quỷ, có thể kể đến những cái tên như sau. Thứ nhất là các tộc quỷ có dạng thú. Đây là một trong những tộc quỷ xuất hiện nhiều nhất trong phong nền của anime. Tộc này đa dạng các chủng loài từ ngựa, lợn đến thằn lằn, chim. Khả năng cao là quỷ vương Bagler Hagler cũng thuộc tộc này anh em ạ. Thành viên của tộc quỷ dạng thú này đã từng xuất hiện trên anime. Chị anh em vẫn còn nhớ anh trai đầu ngựa bị Richard dọa cho ra quần, hay đầu lợn cũng là hai người bạn đồng hành cũ của Rossi nhỉ? Dù gọi là quỷ tộc nhưng không thể chắc chắn họ có nguồn gốc từ quỷ giới. Nhiều thông tin cho rằng họ thú nhân, tức là người thú, và theo ngoại truyện về thế giới sáu mặt thì họ lại giống thú thần hơn là thú nhân. Tộc quỷ thứ hai là các tộc quỷ có nhiều chi. Không có nhiều thông tin trừ việc họ có nhiều tay hơn bình thường. Anh bạn da xanh Bachiro mà nhóm Dead End gặp được trong anime chính là thành viên thuộc tộc này đấy. Nếu Buddy Guardy là con lai thì chắc mẹ ông ta thuộc một tộc có nhiều tay như thế. Thứ ba là quỷ tộc có cơ thể phát ra ánh sáng. Đây là tộc của quỷ vương Samedi Nomedi. Cũng như tộc quỷ có nhiều chi, họ không được tác giả miêu tả quá nhiều. Điều duy nhất ta biết là cơ thể họ có thể phát ra ánh sáng. Thứ tư là quỷ tộc có cơ thể dạng ma. Đây là tộc của quỷ vương Patosaro và cũng không có nhiều thông tin về tộc này nốt. Có thể đoán, cơ thể của quỷ thuộc tộc này có dạng là linh hồn. Thứ năm là quỷ tộc có cơ thể hình tròn với nhiều lỗ. Đây là tộc của quỷ vương Kabura Kabura. Thông tin duy nhất mà ta biết về tộc này là họ có mùi như bãi nôn. Tôi đoán có lẽ đó là dịch dạ dày. Quỷ tộc thứ 6 là quỷ tộc da đỏ. Kurt, trưởng nhóm của tổ đội mà hội Dead End gặp trong mấy tập đầu tiên, chính là một phần của bộ tộc này. Nhìn Kurt ta có thể suy ra tộc này có da đỏ, tóc trắng cùng hai cái sừng. Ngoài những cái tên tôi vừa liệt kê thì vẫn còn nhiều tộc quỷ khác xuất hiện trong anime với vai trò làm nền, nhưng nếu kể ra hết thì rất tốn thời gian. Vì vậy nếu muốn biết thêm anh em có thể xem lại anime nhé. Ngoài ra còn có vài tộc không sống ở lục địa quỷ nên tôi cũng xin không nhắc đến. Đến đây thì video xin tạm kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã ngồi xem hết một video dài như thế này. Ở kỳ sau tôi sẽ cùng anh em bàn đến phong tục tập quán văn hóa của những tộc quỷ sống trên lục địa quỷ. Giờ thì xin chào tạm biệt anh em. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với HD Tộc Anime. Tình hình là rất tình hình và vô cùng khẩn cấp, anh em chú ý lắng nghe nhé. Hiện nay để chuẩn bị cho một năm 2022 để thành công và rực rỡ, HD Tộc Team tiếp tục tuyển thêm thành viên có kiến thức về các bộ Arifureta và sự trỗi dậy của anh Hùng Khiên. Anh em nào có thời gian và nhã hứng thì mạnh dạn inbox fanpage hoặc Facebook cá nhân tôi để dưới phần mô tả, hoặc liên hệ qua email rikasan47a@gmail.com để ứng tuyển nha. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và rất mong nhận được thật nhiều nhân tài để tiếp tục sản xuất những video chất lượng phục vụ cho anh em.